Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình rất là vui là ngày hôm nay là lại tiếp tục được gặp bạn Trang, một MC rất là xinh đẹp và rất là hoạt ngôn của VTV đúng không? Và chắc mọi người cũng đã quen mặt với Trang rồi cho nên là Trang giới thiệu sơ sơ qua một tí nhé. Vâng, xin chào chị Cún, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Trang lại tiếp tục có mặt ở DK Eyebrows and Beauty để làm lông mày mọi người ạ. Ngày hôm trước thì đã được gặp mọi người trong buổi làm môi rồi và thực sự là sau mấy ngày em làm thì em ưng quá chị ạ, em ưng dã man luôn. Và ngày hôm nay thì háo hức quá nên là phải đến làm lông mày luôn, sắp xếp được công việc là phải qua gặp chị Cún luôn để được làm lông mày rồi cũng được nói chuyện với mọi người nữa. Ok, và lần trước thì cái cảm xúc của Trang khi mà được làm môi sau có mấy ngày thôi, và ngày hôm nay thì chị nhìn thấy là lông môi của Trang ấy nhìn trông tươi tắn hơn rất là nhiều so với hôm trước. Thực chất đây là không hề một tí son nào đâu mọi người ạ, đây là không có một tí son nào cả. Và em thì em không biết là cơ địa có phải hợp DK hay không, mà về có 2-3 ngày thôi là em đã bong rồi và không hề có cảm giác khó chịu gì cả. Tức nghĩa là cái việc mà em đi dẫn hàng ngày thì nó không hề ảnh hưởng. Đó, em sắp xếp công việc là em 2 ngày không dẫn, thế là làm xong phát hay là ngày phát đi dẫn lại bình thường luôn. Nên là mọi việc rất là em cảm giác là ưng từ lúc làm đến lúc về rồi đến khi mà hệ thống chăm sóc khách hàng của DK gọi điện cho em nữa. 100 điểm cho DK đấy ạ. Mình chia sẻ một chút là không phải chỉ có mỗi Trang đâu mà rất nhiều khách hàng của DK thì hầu như là bây giờ làm môi công nghệ mới thì chỉ có 2 đến 3 ngày là bong rồi. Và lần trước chị có nhớ là kiểm tra môi của Trang thì bởi vì Trang đã đánh son trì khá là nhiều năm, bởi vì mình đánh son đậm và được, những cái son mà bám màu rất là nhiều cho nên là khuôn môi của Trang thì khá là thâm, và chính vì thâm nên mình cứ càng phải đánh son mà đi dẫn lại càng phải đánh nhiều son cho nên càng ngày càng thâm hơn, và đến bây giờ thì nó cũng rất là tươi tắn. Và sau 2 tháng nữa thì Trang sẽ càng ngày thấy cái mực nó càng đẩy lên và cái màu mực nó càng trong veo, bởi vì đi cây sử dụng mực Đức cho nên là trong một vài ngày đầu có thể mực nó sẽ chưa tươi hẳn. Vâng. Nên điều đấy thì Trang cứ yên tâm nhé. Dạ vâng ạ. Và quay trở lại với điểm chính của ngày hôm nay để chúng ta trò chuyện với Trang, đấy là lông mày. Và lông mày là một cái thật sự là một cái điều mà rất nhiều chị em chăn trở, bởi vì thật ra là son môi thì có thể che được bằng son đúng không ạ, nhưng lông mày thì phải vẽ rồi rất nhiều thứ. Và đôi lúc mà có một ngày đẹp trời mà vui thì vẽ mất 10-15 phút, nhưng có những ngày không vui có khi phải vẽ nửa tiếng cũng không ưng, lau đi lau lại, và gặp trời mưa hoặc trời nóng hoặc trời đổ ra dầu thì nó trôi đi lúc nào không biết. Và đấy là nỗi chăn trở của rất nhiều các chị em. Và ngày xưa thì chắc là Trang cũng là có một nỗi chăn trở như vậy, nhưng ngày xưa Trang đã từng đi phun lông mày đúng không? Vâng, chính xác là như vậy ạ. Em cũng phun cách đây được 5-6 năm rồi. Tức là ngày xưa thì dùng cái công nghệ cũ nên là cái việc mà khi mà mình phun lên xong rồi sau đấy thì chị cũng đã biết là lông mày em có bị xanh và bị đỏ. Ngày hôm trước thì DK cũng đã thực hiện hút màu cho em rồi. Ngày hôm nay thì lúc nãy thì các chị chuyên gia cũng đã hút cho em một lần nữa, sau đó thì mới thực hiện làm. Thì rõ ràng là cái việc đúng là em là một người mà được tiếp cận với make up hàng ngày, nên là em có đội ngũ trang điểm của em. Nhưng mà em vẫn thấy cái việc có một cặp lông mày đẹp là một việc hết sức cần thiết. Nghĩa là với những chị em mà nhiều khi là cũng không có cái việc là được tiếp cận với make up hàng ngày mà mọi người sẽ cần phải tự kẻ vẽ thì mất thời gian. Và em là một người cũng biết đến make up từ sớm, nhưng mà đúng như chị muốn chia sẻ là có những ngày em mất đến 25-30 phút cứ tẩy bên này rồi tô bên kia, tức là mãi mình không được một cặp lông mày mà nó gọi là cân xứng nhau một chút. Đúng rồi, thì đấy là một nỗi trăn trở. Và sau khi mà Trang đi phun lông mày thì dáng mày nó cũng đã hơi cổ một tí, tức là ngày xưa dáng nó đã cũ rồi. Cái thứ hai nữa là cái màu mực nó đã trổ màu cho nên là DK đã thực hiện hút là lần một, và ngày hôm nay là hút xong thì làm lông mày luôn cho Trang. Thì đây là một cái điều khá là đặc biệt, như các chị em mà theo dõi DK thì cũng biết là DK hút xong làm được luôn là chuyện rất là bình thường, cho nên là sẽ tiết kiệm thời gian cho các chị em không phải chờ đợi mà chỉ có vài ngày là làm lông mày mới được rồi. Và lần trước Trang hút và lần này sau khi hút xong làm luôn thì Trang thấy là cái công nghệ hút của DK như thế nào, có khác biệt với sự tưởng tượng của em không? Thực chất là cái lúc mà khi mọi người nói là hôm nay hút nhá xong rồi làm luôn, em bảo là được không nhỉ, em cảm giác là đau lắm em, tại vì thật ra là sợ, em sợ đấy, cảm giác nghĩ cho mình bảo là tại sao lại vừa hút lại làm luôn nhỉ. Thế là em cũng lăn tăn, thế nhưng mà mọi người bảo là làm được thì cứ làm. Thế sau đó thì rõ ràng là lúc ấy chị Cún và các chuyên gia cũng vừa làm cho em xong thì em thấy là không đau, không hề đau mọi người ạ. Thực chất là cái lúc mà chị Cún lại còn hơi buồn ngủ cơ, tức là còn cảm giác là hơi buồn ngủ một tí đấy, chứ không đau một tí nào cả. Ok, và như mọi người cũng thấy trong clip là Trang thì nằm rất là an yên để được làm lông mày, và
thực sự ra là đối với những cái lông mày mà đã sửa rồi, đã phun rồi thì rất nhiều nơi, rất nhiều khách hàng nói rằng ôi đã phun rồi thì không làm được sợi đâu, đã phun rồi thì chỉ có phun đè lên thôi, mà sợi thì sẽ không ăn được màu các thứ này kia. Nhưng mà điều đấy thì không diễn ra đi cây, và thực sự là đi cây đã có những cái giải pháp tốt nhất để xử lý cho khách hàng vừa hút được mực cũ và vừa làm mới được, mà làm lại còn làm sợi để cho các chị em tự nhiên nhất có thể, bởi vì chẳng có chị em nào là kể cả ít lông hay nhiều lông thì vẫn thích là mình có nhiều sợi, đúng không? Chính xác. Chứ không muốn là dùng công nghệ phủ là phun kín lên và nhìn nó rất là cứng. Thì đấy là cái điều mà trăn trở của rất nhiều chị em, và DK cũng đã giải đáp cho các chị em bằng những cái sản phẩm thực tế như mà mọi người đã nhìn thấy. Ở VTV thì cũng có rất nhiều chị đã từng làm của DK rồi, cho nên là chắc là Trang cũng khá yên tâm, đúng không? Dạ vâng. Em cũng đã chia sẻ rồi, đó là việc em tìm được đến với DK, đó là không thật ra là em là một người rất kỹ tính. Tức là những cái gì mà em có thể em xem được quảng cáo nhưng em cũng chưa tin đâu, nhưng cái việc mà em được nghe từ đồng nghiệp, từ những người đã chính thức trực tiếp trải nghiệm cái dịch vụ, rồi mình nhìn thấy cái thành quả bằng mắt thường thì mình sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Và việc em tìm đến DK đó là em được nghe qua rất nhiều những đồng nghiệp của đài của em, cùng với đó là bạn bè cũng đã làm đây rồi, và em thấy là ok và em đã đến thử. Và thực chất là bây giờ em chắc chắn là em cũng sẽ giới thiệu với rất nhiều người bạn của em nữa, vì công sản phẩm thật trên mặt, đúng đấy, chứ nghĩa là mọi người có thể nhìn thấy thật, chứ không, mình không hề, cái việc này là không phải hề quảng cáo mà là rõ ràng ở trên mặt mình đẹp hay không mọi người đã nhìn thấy luôn rồi. Đúng rồi, và thực sự là để cho phục vụ những khách hàng khó tính như Trang hay các đồng nghiệp chị Trang, và rất nhiều những khách hàng đến với DK thì các chị đều có một tiêu chuẩn cực kỳ cao, và không đơn giản để mời các chị đến đây mà làm trên khuôn mặt của các chị, mà nếu mà không đẹp thì chắc là thôi, cái tiếng ác nó sẽ đồn xa lắm, nhưng mà nếu mà làm đẹp thì tiếng lành nó cũng sẽ đồn rất là xa. Và đấy cũng là tiêu chí của DK để mong muốn làm đẹp cho các chị em. Và rất là vui bởi vì hôm nay là sau khi thành quả thì thấy Trang cũng rất là ưng ý. Vâng. Đúng không? Vâng ạ. Trang ưng ý đúng không? Bởi vì là có một cái dáng lông mày mới, và Trang nhận xét là trong quá trình làm thì không đau rồi, nhưng mà cái kết quả cuối cùng thì Trang thấy dáng mày và sợi như nào? Vâng, cực, em rất là ưng ý. Tức nghĩa là tự nhiên, mọi người có thể thấy là vừa làm xong nhưng mà không hề kiểu bị đậm điếc hay quá gì đâu. Tức nghĩa là khi mà bong xong thì nó sẽ còn tự nhiên hơn rất là nhiều. Và lông mày bị sưng tấy. Đúng đấy, đó thì em đồng hồ đó, thực chất là thật ra là bây giờ sau khi mà làm đấy thì em về sẽ đi dẫn luôn. Và rõ ràng là với cái hiện tại như này, bản mặt như thế em vẫn có thể gặp quý vị khán giả trên sóng. Đó nên là mọi người hoàn toàn yên tâm, tại vì em nghĩ, em thấy với nhiều bạn em nên là cũng có rất nhiều người là có nhu cầu làm lông mày, nhưng mà mọi người lăn tăn về việc là liệu có đau quá hay không, hay là sau đấy cái việc sưng tấy sau cái đấy có ảnh hưởng cuộc sống của mọi người không, thì mọi người hoàn toàn yên tâm với cái công nghệ mới của DK thì Trang nghĩ là nó không hề ảnh hưởng đến cuộc sống, mà chỉ giúp cho cuộc sống chúng ta đẹp hơn thôi. Chắc chắn rồi, tối nay lại gần thấy lông mày của DK đã xuất hiện ngay trên TV thì đấy là một cái điều mình cảm thấy rất là vui. Và mong rằng là với cái sự hài lòng của Trang thì chắc chắn là sẽ được phục vụ Trang trong những lần tiếp theo. Dạ. Nhà hạt thì lại gặp nhau nhé. Và ngoài ra thì những khách hàng yêu quý, yêu thương và tin tưởng DK thì các chị em lắng nghe những cái chia sẻ vừa rồi thì sẽ thêm phần nào yên tâm để có thể gửi gắm khuôn mặt của mình cho DK để làm đẹp. Và trong một không khí đầu xuân năm mới như thế này thì xin thay mặt cho Trang và cũng xin thay mặt cho toàn thể anh em đội ngũ DK thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các khán giả của DK, và mong rằng sẽ được chăm sóc tất cả mọi người tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội nhé. Và cảm ơn Trang rất là nhiều vì đã trò chuyện với chị, với khán giả DK ngày hôm nay, và mong rằng là chị em mình sẽ có duyên thì còn gặp nhau nhiều lần nữa. Em dẫn bạn đến đây thì chắc chắn sẽ được những cái mức giá cực kỳ ưu đãi. Ở đó, mọi người nếu mà mọi người có dù có không quen cho lắm nhưng mọi người cứ đọc thử pass Huyền Trang xem đến cho chị cũng có được giảm giá không mọi người nhá. Cảm ơn Trang rất nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người trong những live stream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.